chúng tôi ở bên phòng nghiên cứu của trung tâm sắp phân tử có thể kết hợp với bệnh viện trong tương lai gần để chúng ta có thể triển khai một số cái công việc như bác sĩ Tuấn có nói đó, với hy vọng là chúng ta có thể cải thiện được thêm cái tiên lượng cho những cái bệnh nhân mổ hoặc là không mổ được trong ung thư tụy nói riêng và trong một số cái bệnh lý ung thư nói chung. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cái bài về vai trò của các dấu ấn sinh học phân tử BRCA, HRD hay là BRCA, SAD trong kỷ nguyên điều trị chính xác. Cái phần trình bày của tôi thì sẽ bao gồm có 3 mục. Đầu tiên thì chúng ta sẽ coi qua về cái đột biến của BRCA1, BRCA2 và cái khiếm khuyết của tái tổ hợp ung thư trong như mà chúng ta sẽ đề cập ngày hôm nay. Thứ hai là chúng ta coi người ta khai thác cái đặc tính của đột biến gen và cái khiếm khuyết tái tổ hợp tương đồng này trong vấn đề điều trị ung thư như thế nào. Và cuối cùng thì chúng ta đi một số điểm sơ lược về cái cách người ta tiếp cận trong chẩn đoán đột biến gen BRCA1 và chẩn đoán HRD. Thì chúng ta biết là ung thư là bệnh của gen và nó khởi đầu bằng cái hiện tượng là đột biến gen. Và chúng ta cũng biết là trong tế bào thì luôn luôn là có cái hiện tượng tổn thương DNA nó xảy ra hàng phút hàng giờ. Cái quá trình tổn thương DNA như vậy thì tế bào nó sẽ có một cái cơ chế nó dừng lại cái chu kỳ tế bào, tức là nó sẽ tạm thời nó chậm lại cái quá trình nhân chia tế bào, quá trình phiên mã gen để nó có một cái hệ thống sửa chữa DNA. Và nếu mà điều đó mà xảy ra hoàn hảo đó, thì tế bào chúng ta sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên nếu mà cái hệ thống sửa sai DNA này đó nó bị lỗi, nếu nó bị lỗi thì nó sẽ đưa tới là những cái đột biến sẽ tích lũy trong cái tế bào đó. Có thể là đột biến nhỏ, cũng có thể là những cái đột biến ở tầm mức lớn, tức là tái sắp xếp lại những cái thể chẳng hạn. Và khi mà những cái hậu quả này xảy ra thì nó thường đưa tới hai cái rất là lớn. Đầu tiên là những cái gen mà tiền sinh ung nó sẽ được hoạt hóa. Cái thứ hai là những cái gen mà ức chế khối u nó sẽ bị mất chức năng. Nền tảng của nó vẫn là những cái đột biến ở phía trên của cái hệ thống sửa sai. Sau khi mà hai cái này nó được tham gia cùng với nhau thì nó sẽ tạo ra hiện tượng ung thư. Quá trình mà tổn thương DNA thì nó lại có rất là nhiều dạng. Trong đó thì nó có thể tổn thương DNA theo cái kiểu là một điểm duy nhất. Có thể là A nó không có nối với T. Khi mà trong quá trình phiên bản đó, phiên mã thì nó không có nối với T mà có thể nó sai. Thì ở đây người ta gọi là sai theo cái kiểu là bắt cặp. Sai bắt cặp. Thì cũng có rất là nhiều cái gen nó bị sai lỗi và nó tạo ra những cái ung thư mà chúng ta cũng biết, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa như hội chứng Lynch chẳng hạn. Thì đây là cái nhóm mà nó sẽ bị khiếm khuyết di truyền mà chúng ta sẽ không nói ngày hôm nay. Cái loại khác là có thể một cái tổn thương nó làm đứt gãy một cái vùng, cái mạch đơn của cái chuỗi DNA. Cái loại mà tổn thương nghiêm trọng nhất là tổn thương nó đứt gãy luôn cái mạch đôi của DNA. Thì từ cái mạch đơn và qua cái mạch đôi thì chút xíu chúng ta sẽ có cái mối liên hệ với nó. Hôm nay thì chủ yếu là chúng ta tập trung vào cái tổn thương mà đứt gãy mạch đôi. Thì trong cái tổn thương đứt gãy mạch đôi, nó sẽ có cái cơ chế sửa sai, có hai loại. Nó có thể sửa sai theo cái kiểu là chúng ta gọi là tái tổ hợp tương đồng. Tái tổ hợp tương đồng. Đây là vai trò chính của hai cái gen là BRCA1, BRCA2. Nó sẽ tham gia vào tái tổ hợp tương đồng. Chúng ta cũng có một con đường khác để nó sửa chữa cái tổn thương mạch đôi DNA, đó là cái sự nối đầu tận mà không có kiểu tương đồng. Thì hai cái loại sửa chữa tổn thương mạch đôi này đó thì nó có cái đặc tính rất là khác nhau. Nếu mà là sửa chữa theo kiểu tái tổ hợp tương đồng thì đây là một cái kiểu sửa chữa nó xảy ra chậm, nó rất là đặc hiệu bởi vì nó mượn một cái đoạn DNA còn lại để nó làm ra cái bản mới để nó sửa chữa. Và nó rất là chính xác. Và chúng ta thấy ở đây thể hiện hai cái vai trò của BRCA1, BRCA2, nó là vai trò trung tâm. Tuy nhiên nó còn có một loạt các protein khác nó phải phối hợp lại thì cái cơ chế sửa sai cái đứt gãy mạch đôi này nó mới có thể hoàn thiện được. Tất cả những cái gen, những cái protein này thì người ta xếp vào cái nhóm là sửa chữa tái tổ hợp tương đồng. Sửa chữa tái tổ hợp tương đồng. Thành ra phần sau chúng ta sẽ thấy là khi mà khiếm khuyết của tái tổ hợp tương đồng thì nó có thể khiếm khuyết bất kỳ một cái gen nào trong cái nhóm này. Nhưng mà hai cái mà thường bị nhất là BRCA1 và BRCA2. Còn sửa chữa mà theo kiểu nối tận mà không có tính tương đồng thì nó là một cái sửa chữa để nó bổ sung cho cái sửa chữa tái tổ hợp tương đồng. Tuy nhiên nó có một cái lỗi rất là nhiều. Nếu mà nó đi theo con đường này là chủ yếu đó thì tế bào sẽ tích lũy nhiều đột biến và dễ đưa tới cái hiện tượng ung thư. Thì trong cái cách mà nối tận không tương đồng này thì nó không có mượn một cái bản còn lại của cái allele bên kia mà nó nối một cách gần như là
ngẫu nhiên, thành ra nó sẽ để lại rất là nhiều cái sai sót ở cái vị trí mà nó kết nối này. Thì trong cái hiện tượng mà khiếm huyết tái tổ hợp tương đầu, nãy chúng ta nói là nó có thể đột biến BRCA1, BRCA2 hoặc là đột biến một số cái gen mà liên quan tới cái con đường tái tổ hợp tương đồng. Tuy nhiên còn một số cơ chế khác nó cũng có thể tham gia tạo ra cái khiếm khuyết tái tổ tương đồng, người ta gọi là những cái hiện tượng ngoài gen, hoặc là một số cơ chế khác người ta chưa rõ. Đôi khi chúng ta giải trình tự gen chúng ta không thấy nó có bất thường gì, nhưng mà làm cái xét nghiệm tái tổ hợp tương đồng thì thấy nó bị khiếm khuyết. Ở đây là một số cái gen mà nằm trong những con đường tái tổ hợp tương đồng mà người ta cần khảo sát. Mà khi mà tái tổ hợp tương đồng này nó bị khiếm khuyết thì nó sẽ không có khả năng sửa sai DNA một cách hoàn hảo. Như vậy thì chúng ta đưa tới cái hiện tượng là mất ổn định bộ gen. Thì chút nữa chúng ta sẽ thấy là cái mất ổn định bộ gen này là cái hậu quả của cái hiện tượng là khiếm khuyết tái tổ hợp tương đồng. Thì người ta có thể xét nghiệm cái bước nguyên nhân, hoặc người ta có thể xét nghiệm cái bước hậu quả của cái khiếm khuyết tái tổ hợp tương đồng đó. Trong ung thư thì khiếm khuyết tái tổ hợp tương đồng xảy ra khá là phổ biến, đặc biệt là trong bốn loại ung thư buồng trứng, ung thư tuyến vú, ung thư tụy và ung thư tỷ liệt tuyến, là bốn cái loại mà cái tỷ lệ khiếm khuyết tái tổ hợp tương đồng cao nhất. Ung thư buồng trứng có thể lên tới gần 50%, ung thư tụy thì khoảng đâu đó khoảng trên dưới 10%. Ví dụ như trong ung thư buồng trứng thì tái tổ hợp tương đồng nó bị khiếm khuyết, và người ta cũng có thể chỉ ra cho chúng ta một số cái cơ chế như là đột biến gen của BRCA1 hoặc là BRCA2. Thì quý vị đồng nghiệp thấy là có thể là đột biến đó là đột biến trồng mầm, tức là đột biến nó đã được di truyền, hoặc có thể đột biến đó là những cái đột biến sinh dưỡng xảy ra trong tế bào khối u thôi. Thì đây là những cái tỷ lệ người ta tổng hợp. Và có một cái cơ chế nữa là có khoảng 10% là nó không phải đột biến, nhưng mà nó là một cái cơ chế ngoài gen, nó liên quan tới vấn đề là mê tinh hóa cái vùng khởi động của cái gen BRCA1. Nó cũng có thể làm cho cái BRCA1 đó nó không được tạo ra, và nó gây ra khiếm khuyết tái tổ hợp tương đồng. Ngoài ra một loạt gen khác có thể đột biến, và những cái cơ chế khác nó có thể tham gia vào cái chuyện tạo ra khiếm khuyết tái tổ hợp tương đồng khoảng gần 50% trong trường hợp ung thư buồng trứng. Trong ung thư tụy thì chúng ta biết là đa phần ung thư tụy thì tổn thương cái khiếm khuyết về gen là của cái nhóm KRAS. Tuy nhiên cũng có khoảng đâu đó trên dưới 10% thì nó liên quan tới cái nhóm gen mà sửa sai DNA. Trong đó sẽ có một số gen liên quan tới tái tổ tương đồng khoảng 10%. Còn lại thì có một số gen khác nó có thể liên quan những cái cơ chế sửa sai không phải tái tổ hợp tương đồng. Và trong ung thư tụy thì người ta thấy là ngoài cái đột biến dòng mầm thì cũng tương tự như ung thư buồng trứng, vẫn có một tỷ lệ là bệnh nhân có đột biến của BRCA1, BRCA2 mà theo cái kiểu là sinh dưỡng, tức là chỉ có trong khối u mới có thôi. Còn trong máu thì có thể là chúng ta sẽ không tìm thấy. Thì đây là phân biệt của hai cái đột biến mang tính di truyền dòng mầm và đột biến mắc phải. Nếu mà chúng ta chỉ quan tâm tới cái vấn đề di truyền qua các thế hệ đó, thì chúng ta hay nói tới cái đột biến gọi là đột biến dòng mầm. Tức là khi sinh ra thì cái người đó đã có một cái nhiễm chất thể mang đột biến rồi. Và sau đó trong quá trình sinh sống thì sẽ xuất hiện thêm một cái đột biến ở cái nhiễm chất thể còn lại. Thì như vậy, cái thời gian thường là nó sẽ ngắn, bởi vì lúc đầu đã có một cái đột biến rồi. Còn những người mà không có mang đột biến di truyền mà là đột biến mắc phải đó, thì trong quá trình sinh sống thì chúng ta mới thấy là có xuất hiện đột biến thứ nhất, sau đó là xuất hiện đột biến thứ hai. Thì thường là những cái người này khởi phát ung thư người ta sẽ trễ, còn những cái người này thì đương nhiên là cái tuổi khởi phát thường nó sẽ sớm hơn khoảng chừng 10-20 năm tùy loại ung thư. Thì đó là một số cái điểm về BRCA1, BRCA2 cũng như là tái tổ hợp tương đồng bị khiếm khuyết trong ung thư. Đặc biệt chúng ta thấy là sẽ có ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư tuyến tụy và ung thư tuyến tiền liệt là bốn cái loại mà liên quan tới BRCA1, BRCA2 và cái HRD nhiều nhất. Bây giờ chúng ta coi là người ta khai thác cái đặc tính của vấn đề đột biến và vấn đề khiếm khuyết tái tổ tương đồng này trong điều trị ung thư như thế nào. Thì hồi nãy chúng ta có nói là những cái tổn thương DNA thì nó có thể là tổn thương chuỗi đơn, có thể là tổn thương chuỗi đôi, cái mạch đôi. Khi mà trong tế bào có một cái vùng DNA nó bị tổn thương mạch đơn thì nó sẽ có một cái men để nó giúp chỉnh sửa cái tổn thương mạch đơn đó. Cái men đó có tên là cái PAP, viết tắt của cái chữ poly-ADP ribopolymerase. Cái PAP này nó sẽ tham gia vào chuyện chỉnh sửa cái đứt gãy mạch đơn này. Mà nếu mà chỉnh sửa được rồi thì tế bào nó sẽ quay lại cái chu kỳ bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tuy nhiên
Điều gì xảy ra nếu như mà cái PAP này nó không hoạt động? Không hoạt động thì có thể có nhiều cách, nhưng mà một trong những cách đó là người ta sử dụng một cái chất ức chế PAP vào đây. Khi mà ức chế PAP thì nó sẽ không được sửa chữa tổn thương mạch đơn và nó sẽ chuyển thành cái tổn thương mạch đôi. Tổn thương mạch đôi thì cũng không sao, nếu như mà trong tế bào nó có cái hệ thống sửa sai tái tổ tương đồng thì nó tiếp tục sửa chữa cái tổn thương mạch đôi đó cho mình. Tức là nếu mà tế bào có cái BRCA1, BRCA2 bình thường và hàng loạt các gen liên quan tới cái con đường tái tổ tương đồng nó vẫn bình thường thì cái tổn thương mạch đôi này nó vẫn được sửa chữa. Và tuy nhiên với những tế bào ung thư mà có mang đột biến BRCA1, BRCA2 hoặc là nó có khiếm khuyết tái tổ tương đồng thì khi mà chúng ta sử dụng một cái chất ức chế PAP thì các tế bào ung thư này sẽ tích lũy cái tổn thương mạch đôi, và bởi vì nó không có hệ thống sửa chữa cho nên nó sẽ chết. Thì đó là cái cơ sở người ta sử dụng để người ta đưa vào một cái gọi là, cũng tạm gọi là điều trị nhắm trúng đích, nhưng mà thực ra nó không phải là cái đích của cái phân tử trực tiếp tạo ung thư mà là cái đích của cái nền để tạo ra hình tượng ung thư. Thì ở đây là cái cơ sở để người ta sử dụng cái thuốc chúng ta gọi là cái PAP inhibitor, tức là thuốc ức chế cái PAP. Ở đây là một số cái thuốc mà được approved trên lâm sàng đang sử dụng và một số thuốc đang được nghiên cứu. Thì lượt qua một số nghiên cứu thì chúng ta thấy từ 2012 thì người ta đã có nghiên cứu về một cái olaparib trong cái ung thư buồng trứng rồi. Và trong cái nghiên cứu này thì lúc đó người ta không, lúc mà chọn bệnh thì người ta không chọn là có hay không có đột biến, người ta cứ lấy vô. Rồi sau đó người ta so sánh và người ta mới phân nhóm nhỏ ra có hay không có đột biến BRCA1, BRCA2. Thì cái cải thiện về cái thời gian sống còn không tiến triển bệnh thì nó tốt và nó có ý nghĩa thống kê. Và khi mà so sánh kỹ hơn thì chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân mà có mang đột biến BRCA đó thì nó càng giảm cái nguy cơ diễn tiến của bệnh nhiều hơn nữa. Dù là nguyên một cái quần thể chung thì nó đã có ý nghĩa rồi, nhưng mà nếu mà phân những người có cái đột biến riêng ra thì nó sẽ có ý nghĩa tốt hơn. Cũng là cái thuốc đó, nhưng mà khi người ta làm một cái nghiên cứu mà người ta chỉ chọn những người có BRCA1, BRCA2 đột biến thôi và người ta sử dụng placebo hoặc thuốc thì xin lỗi, thì rõ ràng là cái thuốc mà PAP inhibitor nó tốt hơn hẳn. Thời gian 50% của cái sống thêm không tiến triển bệnh thì sau thời gian theo dõi 50 mấy tháng là người ta chưa thấy nó xuống cái đường 50 nữa. Thì như vậy là trong cái nghiên cứu này người ta khẳng định là BRCA1, BRCA2 nếu có đột biến thì sử dụng cái thuốc PAP inhibitor đó rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì cũng có những cái nghiên cứu về những cái thuốc PAP inhibitor khác, ví dụ như là một cái niraparib. Thì trong nghiên cứu này người ta sẽ so sánh cái nhóm có đột biến BRCA, cái nhóm không có đột biến BRCA nhưng mà có cái khiếm khuyết tái tổ tương đồng, hoặc là một cái chung hết luôn, không có tái tổ tương đồng cũng không có đột biến luôn, thì người ta vẫn thấy là cả ba nhóm này đối với loại thuốc này nó vẫn có hiệu quả, vẫn có ý nghĩa thống kê. Thành ra trong cái nghiên cứu này thì họ nói là họ bất cần, không có cần cái BRCA1, BRCA2 đột biến hay là tái tổ tương đồng thì họ vẫn có thể sử dụng được. Một cái nghiên cứu khác và một cái loại thuốc là rucaparib thì họ cũng chia ra nhóm có đột biến, nhóm có khiếm khuyết tái tổ tương đồng hoặc là chung hết vào, thì họ thấy là nó có sự khác biệt. Tuy nhiên cái câu kết luận là dù những cái xét nghiệm này nó cũng có một phần ý nghĩa nào đó nhưng mà nó không phải là quyết định cái chuyện mà hoàn toàn có hay không có cái đáp ứng. Thì cái này có lẽ là đứng về mặt labo chúng tôi đọc chúng tôi hiểu như vậy, nhưng mà cũng nhờ các bác sĩ lâm sàng khi mà chúng ta xét tới giá trị của những cái xét nghiệm đó, chúng ta coi thực sự là những cái xét nghiệm đó nó có tối cần thiết, nó có gọi là giá trị tuyệt đối hay không, hay là còn những cái yếu tố nào giúp chúng ta cân nhắc. Trong vấn đề ung thư tụy thì cũng có những cái nghiên cứu cho thấy là nó có cải thiện cái thời gian sống còn không tiến triển bệnh. Tuy nhiên chúng ta biết ung thư tụy như nãy bác sĩ Tuấn nói rồi, ung thư tụy bản thân của nó là tiên lượng xấu rồi, cho nên cái thời gian thay đổi nó có ý nghĩa nhưng mà nó cũng không kéo dài được nhiều lắm. Đây là một cái tổng kết. Dù sao chúng ta nói là có một số cái thuốc nó không có đòi hỏi bắt buộc cái điều kiện là BRCA1, BRCA đột biến hoặc là HRD. Tuy nhiên khi mà so sánh chung á, nếu mà chúng ta, các nghiên cứu mà chúng ta nhìn tổng quan hết thì chúng ta vẫn thấy là đối với những cái nhóm mà có BRCA1, BRCA đột biến hoặc là có HRD dương tính thì cái sự khác biệt giữa cái nhóm placebo với lại cái nhóm thuốc nó vẫn tốt hơn. Mặc dù là những cái kia nếu mà không làm xét nghiệm thì vẫn có sự khác biệt, nhưng mà cái thời gian
có thể cái ý nghĩa thống kê nó có, cái p-value nó có, nhưng mà so sánh cái ý nghĩa mà kéo dài thời gian sống còn thì nó rất là ít. Thành ra chúng ta cũng phải cân nhắc là nếu mà thuốc đó mắc, cái xét nghiệm đó bổ sung do bác sĩ lâm sàng, cái chuyện mà dự đoán được cái đáp ứng nó có đáng với lại cái thuốc mà chúng ta sử dụng hay không, thì đôi khi là cân nhắc giữa cái vấn đề xét nghiệm với cái vấn đề chỉ định thuốc. Cái đó hoàn toàn là tùy thuộc vào vai trò của nhà lâm sàng. À, phần cuối cùng thì tôi chỉ nhắc, xin nói về một số điểm liên quan tới cái đột biến BRCA1, BRCA2 và HRD. À, thực ra thì chúng tôi chưa có kinh nghiệm trực tiếp làm về cái xét nghiệm này. À, xin nói rõ là HRD là một cái xét nghiệm mà các công ty chẩn đoán lớn người ta phát triển và chúng ta mua bộ kit chúng ta xài. Chứ chúng ta không có khả năng phát triển, thực sự là ở Việt Nam không có khả năng phát triển. Hiện nay thì có một số bộ kit, ở Trung Quốc cũng có. Và chúng ta chủ yếu là sử dụng cái dòng máy dạy tự thế hệ mới, với cái thế hệ phía sau mà công suất lớn á, thì chúng ta phải có cái bộ dữ liệu lớn để chúng ta phân tích dữ liệu. Thì người ta sẽ có những cái điểm số cho chúng ta để chúng ta chọn HRD dương là với cái điểm số như thế nào, thì nó cũng tùy thuộc vào cái bộ kit. À, đầu tiên đối với lại BRCA1, BRCA2, nếu mà chúng ta không có thực hiện HRD thì người ta trong thực hành hiện nay ở Việt Nam thì theo tôi biết đa phần người ta cũng dựa vào BRCA1, BRCA2 trước. Thì đối với ung thư buồng trứng thì khuyến cáo là bởi vì nó có đột biến dòng mầm, tức là xuất hiện trong máu, và đột biến dòng sinh dưỡng là nó chỉ xuất hiện trong khối u. Mà cái tỷ lệ xuất hiện trong khối u nó cũng đáng kể và nó cũng được coi như là một cái dấu ấn để chỉ định thuốc PARP inhibitor. Thành ra người ta khuyến cáo đối với bệnh nhân thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng cái mẫu mô để làm cái xét nghiệm đó để tìm cái đột biến BRCA1, BRCA2. Tuy nhiên có một cái vấn đề là sau khi mà chúng ta làm xét nghiệm cái mẫu mô, nếu như mà chúng ta phát hiện ra cái đột biến thì chúng ta lại không biết là thực sự cái đột biến này nó có nằm trong máu không, có mang tính di truyền hay không. Thì chúng ta sẽ làm lại một cái động tác là chúng ta đi tìm đúng cái điểm đột biến đó thôi trong máu. Thực ra thì cái bước đó nó rất là đơn giản thôi. Lúc đó là nguyên một cái gen lớn, chúng ta đã làm xét nghiệm trong mô rồi, chúng ta phát hiện một cái điểm đột biến thì chúng ta chỉ đi tìm lại cho cái người thân thôi. Thì cái điểm đó thì nó rất là dễ dàng. Tuy nhiên xét nghiệm trong cái mẫu mô là một cái thách thức, bởi vì cái DNA trong mẫu mô thường là nó bị chất lượng nó kém. Còn xét nghiệm trong mẫu máu thường thì nó rất là dễ. Nhưng mà xét nghiệm mẫu máu thì chúng ta sẽ thấy là sẽ bỏ sót nhiều cái đột biến trong mẫu mô mình không thấy, thì bệnh nhân sẽ không có cơ hội điều trị. Thì rất là mang tính cân nhắc. Bệnh nhân nếu có điều trị, có điều kiện và có cái mong muốn điều trị thì chúng ta sẽ ưu tiên cái chuyện xét nghiệm mô. Còn nếu người ta chỉ quan tâm đến cái chuyện là di truyền trong dòng họ, có quan tâm là nó có di truyền cho con hay không, còn bản thân người ta không quan tâm, người ta không có tiền để người ta điều trị thuốc mới, không đủ tiền, thì có khi chúng ta cũng chẳng cần nói tới chuyện mô. Lúc đó chúng ta chỉ nói về mẫu máu thôi. Thì theo tôi là nó rất tùy thuộc vào từng cái bệnh nhân cụ thể. Hay chúng ta nói là điều trị cá thể hóa đó. Cá thể hóa đây không phải là cái thuốc không, mà cá thể hóa cả về vấn đề của bệnh nhân nữa. Tư vấn như thế nào để bệnh nhân lựa chọn cái xét nghiệm nó phù hợp. Và chúng ta cũng biết là đúng là nếu mà làm BRCA không thì nó sẽ bị thiếu nếu như bệnh nhân mà có mong muốn được điều trị. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải làm thêm cái xét nghiệm là HRD. Bởi vì BRCA nếu mà đột biến dòng mầm thì chỉ khoảng 20%, còn nếu đột biến trong khối u và dòng mầm cộng lại luôn á thì nó khoảng gần 30%. Còn nếu mà chúng ta làm cái BRCA cộng với đánh giá về cái bất ổn định của cái bộ gen, tức là tổng hòa của cái HRD, thì chúng ta sẽ có gần 50% bệnh nhân và lọt vào cái nhóm đó. Thì như hồi nãy chúng ta nói đó, thì nếu mà chúng ta chỉ có làm xét nghiệm những cái gen trong cái nhóm sửa sai đó, thì chúng ta đang đi tìm cái nguyên nhân trực tiếp tạo ra cái hiện tượng khiếm khuyết tái tổ tương đồng. Chúng ta đi tìm cái nguyên nhân của nó luôn, sâu xa luôn. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đi tìm cái hậu quả của cái nguyên nhân đó. Chúng ta không biết cái gen nào bị bất thường hết, nhưng mà chúng ta sẽ biết là cái bộ gen của chúng ta sẽ bị mất ổn định. Và cái hiện tượng mất ổn định bộ gen này thì nó sẽ đánh giá qua 3 cái chỉ số. Công ty nó đã phát triển và nó đánh giá qua 3 cái chỉ số. Cái chỉ số thứ nhất chúng ta gọi là cái mất hiện tượng dị hợp tử. Ở đây là một cái khái niệm cũng nằm ở bên phân tử di truyền thì nó cũng hơi mường tượng. Tức là bình thường chúng ta sẽ có 2 allele bây giờ, thì trong cái tế bào ung thư thường nó mất đi một cái allele thì người ta gọi là hiện tượng mất tính dị hợp tử. Chúng ta sẽ không đi sâu vào cái cơ chế đó. Cái thứ hai là người ta coi cái mất cân bằng ở cái đuôi của cái nhiễm chất thể, tức là cái vùng telomere. Thì nó cũng có cái chỉ số, cái điểm số của nó. Rồi có cái điểm số để đánh giá cái sự chuyển vị những cái đoạn lớn trong cái bộ nhiễm chất thể.
Thì ba cái chỉ số này cộng lại thì người ta sẽ có cái số điểm là 100. 100. Thì các bộ kit nó sẽ tùy thuộc. Có bộ kit thì ở đây chúng ta sẽ thấy là khi mà đánh giá dương hay âm đó, HND, HRD, dương là khi mà, bởi vì trong cái bộ kit này thì nó có làm luôn cả cái đột biến BRCA cho chúng ta. Nếu BRCA mà đột biến là coi như dương, bất kể cái điểm mà chúng ta đánh giá 100 điểm bên này bao nhiêu cũng không tính. Nhưng mà nếu mà BRCA mà âm thì chúng ta phải coi cái điểm bên này bao nhiêu. Thì đây người ta nói là cái điểm mà cao thì là dương, điểm thấp thì là âm, nhưng mà cao thấp như thế nào thì nó có cái ngưỡng cách. Thì một số cái bộ kit ở đây thì chúng tôi nêu ra chỉ một vài cái thôi, nó còn nhiều cái khác. Trong cái này thì chúng ta sẽ thấy là có cái bộ kit của cái MIDIAD. Thì nó sẽ đánh giá hai cái gen BRCA1, BRCA2 và đồng thời nó đánh giá cái mô khối u để coi cái hiện tượng ba cái điểm số mà nãy chúng ta nói đó. Và trong cái kit này thì nó sẽ định cái ngưỡng cách là 42 điểm. 42 điểm. Và hầu hết các nghiên cứu về thuốc thì sử dụng cái bộ kit này để đánh giá và người ta lấy cái điểm là 42. Tuy nhiên thì nếu mà đọc thêm tài liệu thì chúng ta thấy rất là nhiều cái bài báo gần đây, đặc biệt là của nhóm tác giả Nhật Bản, người ta đã rất là bàn thảo về cái vấn đề chọn cái con số nào thực sự nó có ý nghĩa trên lâm sàng. Nếu mà chúng ta chọn số cao quá thì sẽ bỏ lỡ cơ hội của một số bệnh nhân. Nhưng mà nếu chúng ta kéo cái điểm đó thấp quá thì có khi là bác sĩ lâm sàng sẽ không thấy được cái hiệu quả trong một số bệnh nhân cụ thể mà mình điều trị. Thì đó là một cái vấn đề rất là khó. Và theo tôi nghĩ là chắc là nếu Việt Nam có làm thì sau này cũng phải tổng kết lại xem có thực sự cái ngưỡng nào là phù hợp. Và thậm chí là mỗi loại ung thư nó sẽ có một cái ngưỡng khác nhau. HRD trong ung thư vú có thể sẽ phải khác với ung thư buồng trứng, khác với ung thư tụy, khác với ung thư tiền liệt tuyến. Thì đó nó sẽ liên quan tới cái vấn đề thực hành sau này của chúng ta. À, đây là một cái tôi có nói về một số cái nghiên cứu, một số các nhóm tác giả khác người ta đề xuất những cái con số, cái ngưỡng cách khác nhau đó. Ví dụ như là cái nhóm nghiên cứu này hình như là của Hàn Quốc. Xin lỗi, không biết Hàn Quốc hay là Nhật. Thì người ta đề xuất là có thể hạ cái điểm xuống 33 điểm để chọn được nhiều bệnh nhân hơn. Đương nhiên đây là những cái nghiên cứu nhỏ, những cái bài chưa phải là cái guideline, nhưng mà chúng ta cũng thấy là cũng cần quan tâm trong cái điều kiện cụ thể của từng nơi thì người ta sẽ đưa ra những con số khác nhau. Hoặc là thậm chí một cái nhóm nghiên cứu của Nhật mới đây đó, người ta nói là đánh giá HRD mà theo cái kiểu của công ty thì nó phức tạp quá, tính số rồi còn phải mua cái bộ kit thương mại này kia đó. Thì người ta đề xuất là trong 29 gen mà người ta biết nó nằm trong cái con đường thái tổ tương đồng, người ta nói là cứ gen nào mà đột biến trong đó thì người ta định nghĩa nó dương. Thì đây cũng là một ý kiến của một cái nhóm tác giả thôi. Vấn đề là nếu mà những cái này nó mang vào trong lâm sàng mà nó rút ra được những cái kết luận thì có khi là chúng ta cũng sẽ ứng dụng những cái này, bởi vì cái này nó rất là đơn giản. Chúng ta chạy NGS xong, chúng ta quyết định luôn, chúng ta không có cần tính cái công thức theo cái kiểu mà của các công ty lớn. Phần trình bày của tôi thì có thể tóm tắt hai ý như thế này. Thứ nhất là đột biến của BRCA và khiếm khuyết thái tổ tương đồng thì nó gặp chủ yếu là trong bốn loại ung thư là buồng trứng, ung thư vú, ung thư tụy và ung thư tiền liệt tuyến. Và thực ra trong vấn đề mà thực hành đó thì chúng ta cũng đang còn phải coi lại cái ý nghĩa tiên đoán với đáp ứng điều trị bằng các thuốc PAP, ức chế PAP. Thì chúng ta cũng cần cân nhắc lại trong cái thực hành triển khai cái xét nghiệm này, đặc biệt là chúng ta chọn cái ngưỡng cách như thế nào trong cái tình hình thực tế. Xin cảm ơn quý vị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Hoàng Anh.